Anh à, hôm nay là ngày gì anh có biết không? Cứ từ từ, không cần vội anh ạ. Em đợi được. Yên tâm, không sao đâu, anh đừng lo. Không mua gì cho em à? Mình không biết các bạn thế nào, nhưng mà đối với mình thì cứ khi nào có ai đấy nhắc đến ngày mùng 8 tháng 3 là mình tự động nghĩ ngay rằng đấy là ngày của mẹ. Không có ý phân biệt gì các bạn nữ đâu, mà chỉ đơn giản là cái điều này nó trở thành cái phản xạ vô điều kiện rồi ấy. Ngay cả các cô, các bác hay kể cả người yêu ấy, thì trong ngày này mình cũng không quan tâm. Anh ơi, em thích được tặng hoa hồng. Anh mua tặng em nhé. Ngày gì mà mua? Mùng 8 tháng 3 chứ còn ngày gì? Mùng 8 tháng 3. Này, cô muốn làm mẹ tôi à? Yêu thế, chia tay. Đùa chứ cũng không đến nỗi thế. Ngoài đời mình hiền lành lắm chứ cũng không như vậy đâu. Quay trở lại chủ đề mùng 8 tháng 3 thì để mình kể cho các bạn nghe chuyện này. Nghe xong thì có lẽ sẽ nhiều bạn không tin đâu. Đó là thực ra thì cái con đường sự nghiệp đầu tiên mà mình theo đuổi đó là trở thành họa sĩ. Đùa chứ thật đấy, mình không đùa đâu. Đó là cái thời xuyên suốt từ khi mình khoảng 4-5 tuổi cho đến tầm lớp 3. Hồi đấy cứ ở đâu có cuộc thi vẽ là ở đấy có cái mặt mình. Mà giải thưởng thì mình cũng vô khối luôn. Nào là giải ăn mặc đẹp này, giải phong cách này, giải khi vẽ không mất trật tự này, nhiều lắm. Nói chung thời đấy mình nghĩ chắc chắn rằng sẽ có một ngày mình sẽ trở thành họa sĩ. Và các bạn biết tại sao tất cả những điều mình vừa kể đều xảy ra không? Bởi vì mẹ mình đã từng là một họa sĩ. Nhưng mà cái con đường trở thành họa sĩ này nó trở nên trì trệ khi mà mình vào lớp 1 vì mình bắt đầu chơi thể thao, và dừng lại hẳn ở lớp 3 bởi vì do có sự xuất hiện của một số trò chơi giản dị và mang tính truyền thống rất cao. Ví dụ như là đế chế, Half-Life, StarCraft. Suốt cái thời cấp 1 và cấp 2, mình bị dính vào game như một con thiêu thân. Cứ sảnh ra là trốn nhà ra quán game. Thì mình kiểu trốn nhà ra quán game nhiều quá, đến độ mà mẹ mình phải tịch thu chìa khóa nhà và không cho giữ. Nhưng mà tính mình bố láo từ bé nên là mình kiểu: mẹ tưởng mẹ làm thế mà mẹ có thể dừng được con á, mẹ nhầm rồi. Sau đấy một vài hôm thì mẹ mình để quên chìa khóa ở nhà, và tất nhiên là mình lại trốn ra ngoài đi chơi game rồi. Mỗi tội là lúc về thì bị tóm. Mẹ mình kiểu bực quá, thế là bắt mình nằm sấp xuống giường, xong rồi vạch bông ra để chuẩn bị ăn đòn. Buồn cười, cái kỷ niệm này mình rất là nhớ, bởi vì kiểu đang lúc mà chuẩn bị vụt đánh thì điện thoại kêu. Thế là mẹ mình phải dừng lại rồi đi trả lời điện thoại. Mình kiểu đang nằm trên giường, bật dậy, xong rồi chạy vào trong bếp, tìm được cái vung nồi, bẻn cho vào trong quần, xong rồi kiểu chạy về giường và nằm lại đúng tư thế. Mẹ mình nghe xong điện thoại quay vào đánh tiếp. Thì kiểu đang cái lúc vụt một phát thì tự dưng nghe thấy tiếng bong. Kiểu chả hiểu đâu ra. Vạch quần mình ra thì mình phát hiện ra cái vung. Thế là mẹ mình cứ kiểu ngồi cười một mình. Mình kiểu chả hiểu gì cũng phải cười theo để đánh lạc hướng. Thế là cuối cùng mình được tha. Cười vậy. Sao mình lại kể chuyện này? Sau đấy mình lên cấp 3, bớt chơi game đi để dành thời gian tập trung vào việc học. Đùa chứ, dành thời gian để tập trung vào việc kiếm người yêu chứ còn học hành quái. Nhưng mà khổ nỗi là đến lớp 11 thì mình mới được sử dụng di động. Thế nên trước đấy là có bạn nữ nào mà có nhu cầu gọi điện đến nhà để tâm sự với mình ấy, thì đều phải tâm sự với mẹ mình trước. Alo, cháu tên là gì? Cháu học ở đâu? Cháu bao nhiêu tuổi nhỉ? Tức là sinh năm con Dậu à? Ôi, thế không hợp tuổi rồi. Cháu là gì của nó? Bạn thế nào? Thế cháu có thích nó không? Không thì gọi đến em này. Cháu có thích nó à? Nhưng mà nó không thích cháu. Thế nhá. Cháu bye bye. Thằng Việt nó đang học rồi nhá. Sao gọi hỏi bài á? Môn gì? À, môn hóa à? Ờ, thế đợi tí để bác gọi nó.
Thằng Việt đâu? Có đứa gọi hỏi bài hóa này. Ơ sao lại không ra? Vớ vẩn nhanh lên, nó đang chờ đi kìa. Ơ cái thằng kia chạy đâu ấy? Học hết lớp 11 thì mình bắt đầu đi du học. Mình vẫn còn nhớ như in cái thời mà hồi đầu mình mới sang, kiểu chả có ai thân thích, chả biết cái quái gì, đi đâu cũng như thằng lơ ngơ, kiểu cả ngày đi học mà chỉ mong tối về để nói chuyện với mẹ mình. Còn bây giờ, sau hơn 4 năm vật vờ bên này thì cái cuộc nói chuyện với mẹ mình qua mạng nó cũng dần dần thay đổi. Mẹ ơi, ở đây chán lắm, chả có ai cả. Nhưng mà mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng vượt qua để không phụ lòng mọi người. Mẹ hãy yên tâm mẹ nhé, con sẽ cố gắng học thật tốt để có thể quay lại với gia đình và xây dựng đất nước. Mẹ phải hiểu là đất nước đang ở đâu, đất nước cần đi đến đâu và... Alo mẹ hả? Vâng, con đây. Vâng, con vẫn khỏe, mẹ yên tâm. Học hành thế nào ạ? Học hành ok. À thế mẹ dạo này thế nào ạ? Vâng, thấy là mẹ phải giữ gìn sức khỏe các thứ. Vâng, ăn uống là phải điều độ mẹ ạ. Vâng. Nói chung là con thấy là có nhiều thứ là mẹ cần phải giữ gìn cẩn thận. Vâng đấy. Nói chung là ngày 8 tháng 3 ở bên này thì cũng không có gì cả. Chỉ là kiểu trong ngày này thì mình hay nhớ lại những cái kỷ niệm hồi bé với mẹ mình. Thế nên là mình muốn chia sẻ với các bạn. Với cả thật ra là đang đợi mẹ mình lên mạng để nói chuyện. Thế nên là mình kiểu ngồi luyên thuyên tí cho nó có không khí mà. Mẹ mình lên rồi này. Vâng, con đây. Vâng, con vẫn khỏe, mẹ yên tâm. Học hành dạo này thế nào ạ? Học cũng được. Vâng. Hôm nay mùng 8 tháng 3 hả mẹ? Vâng. Thế thì con muốn chúc mẹ một ngày mùng 8 tháng 3 thật dồi dào sức khỏe này, luôn trẻ đẹp, công việc thuận lợi, gặp thật nhiều niềm vui và con vừa bị điểm kém ạ. Thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Đó. Con nói được không?